Ngày 24 tháng 12, tại xã Tô Múa, Điện lực Mộc Châu đã tổ chức chương trình tri ân khách hàng năm 2018 cho các hộ gia đình là khách hàng sử dụng điện của Điện lực Mộc Châu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Điện lực Mộc Châu, Đảng ủy, chính quyền xã Tô Múa. Với chủ đề thắp sáng niềm tin, Điện lực Mộc Châu đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp hệ thống đường điện sinh hoạt cho các hộ khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn xã Tô Múa với kinh phí 150.000 đồng trên hộ. Cũng nằm trong chuỗi hoạt động tri ân khách hàng với chương trình trao niềm tin gửi yêu thương, Điện lực Mộc Châu đã trao tặng 20 suất quà cho 20 hộ nghèo của xã, mỗi suất trị giá 200.000 đồng để hỗ trợ các hộ vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, trao giấy chứng nhận gia đình tiết kiệm điện năm 2018 cho 9 hộ gia đình thuộc hai xã Tô Múa và Vân Hồ. Đây là chương trình thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được Điện lực Mộc Châu tổ chức nhằm hướng về cơ sở, nhất là những gia đình chính sách, hộ nghèo, thể hiện sự trân trọng, quan tâm và thân thiện với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện.